Nhiều chung cư cũ sử dụng 8 đến 10 năm hiện tăng giá là 3 đến 8% so với đầu năm, đưa giá bán ra cao gấp 2-3 lần so với lúc bàn giao nhưng vẫn được nhiều người quan tâm bởi các chung cư cũ dù giá tăng cao nhưng vẫn mềm hơn so với các dự án sơ cấp đang mở bán hiện nay. Trong 7 tháng đầu năm nay, loại hình nhà ở chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh có lượt tìm kiếm tăng mạnh nhất. Đặc biệt, người mua chủ yếu tìm mua chung cư cũ, không phải chung cư hình thành trong tương lai. Những căn hộ của khu vực Bình Chánh đi, thì hiện tại bây giờ cái mức giá trung bình lúc mà thời điểm tôi cũng tham khảo á, là đó đã 40 đến khoảng 45 triệu trên một mét vuông rồi. Một số những cái căn hộ ở vùng ven thành phố Hồ Chí Minh của khu Đông, đó là khu vực của Dĩ An, hiện tại mức giá nó cũng đã khoảng trên 45 triệu. Thì một căn nhà chung cư hiện tại bây giờ cái mức nó cũng phải dao động khoảng 2 tỷ rưỡi rồi. Từ 2 năm nay, thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 5 dự án mới đưa ra thị trường, do đó nguồn cung rất ít. Đặc biệt, các dự án mới đang triển khai đều thuộc loại hình bất động sản cao cấp, hạng sang, nên việc chi trả của người dân không dễ. Vấn đề chính của thành phố Hồ Chí Minh vẫn nằm ở nguồn cung. Bởi vì chúng ta vẫn thấy rằng là cái số lượng sản phẩm hấp thụ được nó vẫn ở mức cao hơn số lượng sản phẩm chào bán. Tức là đâu đó chúng ta vẫn thấy là nhu cầu thị trường nó vẫn còn. Chỉ có điều rằng là cái nguồn cung trên thị trường rõ ràng nó là một cái sự, nó vẫn chưa có những cái dấu hiệu phục hồi. Theo các chuyên gia, câu chuyện tăng giá của chung cư cũ không có gì là bất ngờ. Khi giá nhà sơ cấp tại thành phố Hồ Chí Minh đang ở mức quá cao, nguồn cung lại khan hiếm. Các chung cư cũ dù giá tăng cao nhưng không bị đẩy lên quá cao như chung cư mới. Đặc biệt với việc giấy tờ pháp lý đầy đủ cũng giúp người dân dễ mua đi, bán lại. Tốt đầu tiên đó là về pháp lý đã hoàn chỉnh. Và các căn hộ này đã có đầy đủ pháp lý thì cái việc giao dịch mua bán và dùng các cái đòn bẩy về tài chính tín dụng được thuận lợi hơn. Nguyên nhân thứ hai nữa là các cái khu mà chung cư mà được xây dựng trước đó thì thường nằm ở những cái vùng lõi, những cái vùng mà trung tâm, những cái vùng mà có hạ tầng về kinh tế xã hội đã ổn định thì cái nhu cầu ở đấy sẽ thuận tiện cho việc di chuyển đi lại và việc an cư. Các chuyên gia cho rằng nguồn cung nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh ngày càng khan hiếm, lượng nhà ở xây dựng thời gian qua không đủ đáp ứng nhu cầu của người dân. Bên cạnh đó, với dự thảo bảng giá đất mới của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, nhiều khả năng sẽ tiếp tục đẩy giá chung cư cũ tăng giá trong thời gian tới. Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, thì hiện vẫn còn thiếu khoảng 400 tỷ đồng nữa để bổ sung tín hiệu cho 184 đường ngang hoàn thành trong năm 2025. Theo đó, thì từ năm 2021, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện. Hiện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện dự án sửa đổi bổ sung tín hiệu với 566 đường ngang có người gác, 382 đường ngang được bổ sung tín hiệu với kinh phí là 600 tỷ đồng từ nguồn vốn hoạt động kinh tế đường sắt. Việc bổ sung tín hiệu đã mang lại hiệu quả cao trong ngăn ngừa các rủi ro do yếu tố chủ quan từ con người. Một số thông tin khả quan về tình hình xuất nhập khẩu. 6 tháng đầu năm, Hàn Quốc đã chi hơn 164 triệu đô la Mỹ, tương đương với khoảng 4.100 tỷ đồng để mua rau quả từ Việt Nam, tăng gần 55% so với cùng kỳ của năm trước. Hàn Quốc là thị trường đứng thứ hai chỉ sau Trung Quốc trong việc nhập khẩu rau quả Việt Nam, chiếm khoảng 5% tổng thị phần xuất khẩu rau quả. Ba mặt hàng nông sản chính đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu sang Hàn Quốc là gồm chuối, xoài và hạt mè. Ngoài ra, các mặt hàng khác như là thanh long, dưa hấu, nấm hương, sầu riêng và dứa cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ từ 40% đến 217% so với cùng kỳ của năm ngoái. Và như vậy là nửa cuối tháng 7 thì xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 37,17 tỷ đô la Mỹ, nâng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 7 tháng lên hơn 440 tỷ đô la Mỹ. Và từ nay cho đến cuối năm, nếu giữ vững con số 70 tỷ đô la Mỹ trong một tháng thì kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước có thể đạt đến 790 tỷ đô la Mỹ, là con số kỷ lục từ trước cho đến nay. Và dự báo này được cho là khả quan khi mà thời điểm cuối năm, nhu cầu hàng hóa và hầu hết các thị trường đều sẽ tăng, đẩy kim ngạch xuất nhập khẩu tăng lên. Theo đại diện của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, dù luật đấu thầu số 22 đã có hiệu lực từ đầu năm nay, nhưng hiện vẫn chưa có nghị định và thông tư hướng dẫn. Điều này có thể dẫn đến chậm tiến độ mua sắm thuốc, vật tư y tế của các cơ sở y tế công lập. Chánh văn phòng Sở Y tế cho biết, trong thời gian chờ ban hành các hướng dẫn thi hành luật đấu thầu, đến nay về cơ bản, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đủ thuốc đáp ứng cho nhu cầu điều trị. Một số thuốc bị gián đoạn tạm thời đã được các cơ sở khám chữa bệnh mua sắm bổ sung bằng nguồn cung ứng khác hoặc sử dụng các phác đồ điều trị thay thế. Có nhiều trường hợp thuốc chưa đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, nhất là đối với thuốc phục vụ nhu cầu điều trị đặc biệt do một số nguyên nhân, đơn cử như thuốc không có sẵn trên thị trường và thường chưa có số đăng ký lưu hành, trong khi nhu cầu thường phát sinh đột xuất. Thuốc có nhu cầu sử dụng thấp, không thường xuyên nên ít được sản xuất.
để đảm bảo nguồn cung ứng thuốc, vật tư y tế cho cơ sở khám chữa bệnh. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập các tổ công tác liên quan đến việc cung ứng thuốc như tổ hỗ trợ công tác cung ứng thuốc tại các đơn vị, tổ bảo hiểm y tế, tổ công tác triển khai các quy định về đấu thầu. Ngành Y tế thành phố cũng chỉ đạo các cơ sở y tế công lập thuộc phạm vi quản lý khẩn trương triển khai công tác mua sắm thuốc ngay khi có nghị định và thông tư hướng dẫn về đấu thầu thuốc, vật tư y tế. Liên quan đến công tác hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) cho biết là Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ban hành quyết định số 42 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất đối với dự án đầu tư được HFIC cho vay thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn theo nghị quyết số 9 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Quyết định sẽ có hiệu lực từ ngày 29 tháng 7 năm 2024. Trên cơ sở đó, HFIC đang phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị triển khai chính sách đến các doanh nghiệp, chủ đầu tư có dự án phù hợp với đối tượng theo nghị quyết 09 của Hội đồng Nhân dân thành phố, tiếp cận và tham gia hỗ trợ lãi suất. Dự kiến cuối quý 3 và đầu quý 4 năm 2024 sẽ tổ chức hội nghị với các doanh nghiệp thuộc 4 ngành công nghiệp trọng yếu và lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ đầu tư trên địa bàn thành phố. Chúng tôi cũng có phối hợp với Hiệp hội các doanh nghiệp của thành phố để ký một cái thỏa thuận tổ chức ra cái gọi là cái tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp, giữa hai bên đều có cái đơn vị để tiếp nhận các hồ sơ và giải đáp nếu có những vướng mắc từ doanh nghiệp. Cũng nằm trong chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, trong 7 tháng đầu năm, thành phố đã thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp với số tiền đạt trên 350.000 tỷ đồng cho hơn 100.000 khách hàng. Ngân hàng Trung ương ban hành rất nhiều cái gói tín dụng, cái chương trình tín dụng ưu đãi như cho vay năm nhóm ngành lĩnh vực ưu tiên, đó là doanh nghiệp nhỏ vừa, doanh nghiệp lĩnh vực xuất khẩu, lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ. Đấy là cho vay ngắn hạn 1 tỷ đồng với lãi suất không quá 4% một năm. Ngoài ra, ngành ngân hàng còn triển khai các chương trình cho vay bình ổn thị trường, chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ theo quyết định 33 của chính phủ, hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn bằng cơ chế cơ cấu lại nợ và giữ nguyên nhóm nợ. Riêng ngành thuế cũng ban hành hàng loạt các văn bản triển khai các chính sách miễn giảm thuế phí trong năm 2024. Tín chỉ carbon lúa sẽ thu được từ canh tác lúa chất lượng cao kết hợp với giảm phát thải. Để bán được tín chỉ carbon lúa, người trồng lúa không đốt rơm rạ, tăng lượng phân bón sinh học, giảm lượng phát thải khí metan và tạo ra carbon thấp từ trồng lúa. Năm 2023, Việt Nam đã bán 10,3 triệu tấn CO2 với giá là 5 đô la Mỹ mỗi tấn, thu về gần 1.250 tỷ đồng. Chuyên gia đánh giá với dự án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, giá trị tín chỉ carbon có thể đạt tới 100 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Và hiện Việt Nam là quốc gia đầu tiên triển khai tín chỉ carbon cho lúa. Nếu tín chỉ carbon được mua với giá cao thì nông dân sẽ có thêm thu nhập khi họ tuân thủ quy trình giảm phát thải.